Ngày xưa bung bự thì sang, ngày nay bung bự chẳng sơ gan cũng tiểu đường. Xin chào anh chị và các bạn, tôi là dược sĩ Trần Văn Luận. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ những bài thuốc nam đơn giản nhất nhưng cực kỳ hiệu quả để chữa bệnh gan nhiễm mỡ đơn giản tại nhà. Anh chị em thân mến, ngày xưa bung bự thì sang, ngày nay bung bự chẳng sơ gan cũng tiểu đường. Ngày xưa những người to thì thường họ thường làm quan chức, ăn mặc rất là sang trọng và giàu có. Ngày nay đất nước ta khấm khá, cái thành phần bung to này, thành phần quan này cũng đẩy nhan nhản. Bung to thì chúng ta không hiếm gặp trong đời sống, đúng không ạ? Dược sĩ Luận vẫn nói vui là họ mang bầu mãi mà không chịu đẻ. Có những người mang bầu to 3 tháng, có người bầu 5 tháng, có người bầu tới 7 tháng và bầu mãi, có khi mấy năm trời không chịu đẻ. Nói vui chứ, bụng to mà gan nhiễm mỡ, rồi bụng to mà do béo phì thì mang đến nhiều bất tiện trong cuộc sống, nhiều hơn là nhìn sang đẹp đó quý vị. Nhiều khi nó làm mất tự tin khi giao tiếp. Người ta nói rằng vòng bụng mà càng to thì nó sẽ kéo vòng đời ngắn lại. Bệnh gan nhiễm mỡ này nếu không được phát hiện điều trị sớm sẽ dẫn đến giai đoạn viêm gan, tiến triển lên xơ gan, xơ gan cổ trướng và ung thư gan. Và đương nhiên rồi, hậu quả ai cũng biết, đó là da ngủ với run ở ngoài bát tham ăn. Hôm nay dược sĩ Luận sẽ chia sẻ cho anh chị em những bài thuốc nam dễ kiếm, dễ làm nhất, tiết kiệm nhất, tiết kiệm nhất và đương nhiên ngoài quả cao nhất rồi, để chúng ta chữa trị cái bệnh gan nhiễm mỡ tại nhà. Các bài thuốc nam này giúp thanh lọc, giải độc gan, giảm gánh nặng cho gan. Đồng thời các thành phần dược tính trong các cây dược liệu nó giúp gan tăng cường chuyển hóa, đào thải chất béo, đào thải lipid mỡ trong gan hay gì, từ đó nhanh chóng đưa các chỉ số nhiễm mỡ của gan về mức an toàn, tức là mức dưới 5%. Bài thuốc đầu tiên rất đơn giản, đó chính là rau cần nước chữa gan nhiễm mỡ. Rau cần nước là loại rau hay dùng trong các bữa ăn hàng ngày. Rau cần nó chứa hàm lượng lớn albumin, có khả năng giải độc, phân giải chất béo và giảm cái lượng cholesterol trong máu trong gan rất là tốt. Chúng ta chuẩn bị 200g rau cần nước rửa sạch, đem ngâm với nước muối loãng trong khoảng thời gian 10 phút để ráo. Sau đó thì tùy cái thực đơn, tùy cái nhu cầu ăn hàng ngày, chúng ta có thể đem lên nấu canh, đem xào ăn cùng với cơm hoặc các món ăn khác trong bữa, trong ngày. Hoặc chúng ta có thể đem ngay cái rau cần nước này đem đi xay, bỏ máy sinh tố chúng ta xay nhuyễn, hoặc là chúng ta ép vắt lấy nước cốt và chia làm 2 lần uống trong ngày. Chúng ta sử dụng ăn ít nhất là một ngày một bữa cái rau cần nước này và liên tục trong thời gian khoảng 1 tháng, sẽ thấy cái hiệu quả mỡ trong gan nó giảm rõ rệt. Bài thứ hai đó là chữa gan nhiễm mỡ bằng nghệ vàng. Thì chắc là củ nghệ vàng này anh chị em không lạ gì đúng không ạ? Củ nghệ vàng này nó rất thân thuộc trong cuộc sống. Nó là cái nguyên liệu vừa làm đẹp, vừa ở trong thực phẩm chế biến món ăn, làm màu thực phẩm, đồng thời chữa được rất nhiều bệnh. Trong củ nghệ vàng có chứa nhiều chất oxy hóa, kháng virus, kháng khuẩn, kháng nấm, chống viêm, chống oxy hóa rất là tốt. Thành phần chính của củ nghệ vàng đó là curcumin, nó giúp giảm nồng độ leptin gây xơ gan và kích thích hoạt động của các tế bào hình sao, làm giảm quá trình hủy hoại gan. Curcumin là chất chống oxy hóa mạnh, nó giúp cải thiện quá trình tiêu hóa và đào thải chất béo, ngăn ngừa chất béo tích tụ trong gan rất là tốt. Củ nghệ vàng được xem là thuốc chữa gan nhiễm mỡ và ngăn ngừa các biến chứng do gan nhiễm mỡ rất là tốt. Cách chữa bệnh gan nhiễm mỡ bằng củ nghệ vàng như sau. Chúng ta có thể là thêm củ nghệ vàng này sắt nhỏ, phơi khô, xay nhuyễn thành bột. Mỗi bữa ăn chúng ta lấy khoảng 1/2 thìa cà phê, tức là khoảng tầm 3g với chị ạ. Tinh bột nghệ này chúng ta cho vào 1 ly nước nóng, nước ấm ấy, hoặc là 1 ly sữa ấm. Chúng ta khuấy đều lên và uống trực tiếp, mỗi một lần là 1 ly như vậy.
một ngày chúng ta có thể uống hai lần, tức là 2 ly cái nước bột nghệ này, nên thực hiện đều đặn ít nhất trong vòng 2 tuần để phát huy hiệu quả. Cách thứ hai, chúng ta chuẩn bị nghệ củ khoảng 30 g, rửa sạch, sắt lát ra. Hoặc là chúng ta có thể lấy 5 g bột tinh nghệ, tinh bột nghệ đấy, khoảng 1 thìa cà phê, cộng với 2 g trà khô, 5 g cam thảo. Nếu không có cam thảo, chúng ta có thể lấy khoảng 10 g để lấy cỏ chanh thay thế cũng được. Thì tất cả nguyên liệu này chúng ta cho vào máy ấm, hãm với nước đun sôi, sau đó chắt ra phần nước cốt, bỏ cái bã đi, có thể cho thêm mật ong hoặc là đường phèn vào cho dễ uống, khuấy đều lên và chúng ta dùng cái nước này uống thay nước, thay cho nước lọc, thay cho nước trà, uống hàng ngày. Bài thuốc từ củ nghệ vàng này giúp thải độc, tiêu trừ mỡ tích tụ ở gan, đồng thời giúp điều chỉnh rối loạn lipid trong máu rất hiệu quả. Anh chị em nên sử dụng đều đặn cho đến khi cái lượng mỡ trong gan nó về chỉ số an toàn rất là tốt. Thứ ba, chúng ta điều trị cái bệnh gan nhiễm mỡ, đó chính là dùng lá chè. Lá chè xanh là một trong những loại thực phẩm được dùng làm thức uống hàng ngày của người dân Việt Nam chúng ta. Chúng ta cũng thấy bố mẹ, ông bà chúng ta thường hãm ống chè xanh uống vào buổi sáng sớm, uống vào buổi trưa, uống vào buổi tối, uống để giải nhiệt và cũng có thể là dùng để tiếp đãi khách. Người ta nói là khách đến nhà không gà thì vịt, không trà thì nước. Đương nhiên đó là thức uống hàng ngày dân dã của Việt Nam chúng ta rồi. Trong lá chè xanh nó chứa nhiều cái chất tannin và chất chống oxy hóa. Ngoài khả năng phòng ngừa ung thư, giảm cân, thì lá chè tươi còn có thể phòng ngừa và chữa được gan nhiễm mỡ rất hiệu quả. Cách dùng cái lá chè xanh này chữa bệnh gan nhiễm mỡ cũng rất đơn giản. Chúng ta dùng khoảng từ 30 đến 50 gram cái lá chè tươi này. Chúng ta bật lấy phần lá thôi, bỏ phần cọng đi, chè tươi đem rửa sạch và ráo. Sau đó chúng ta có thể vò rát, cho cái chè này vào hãm cùng với nước sôi và dùng để uống mỗi ngày. Lưu ý là chúng ta không nên uống lá chè xanh này vào buổi tối, nó sẽ gây mất ngủ, bởi vì trong trà nó có cái tính chất là lợi tiểu. Chúng ta phải thức đêm đi tiểu nhiều lần, nó sẽ gây mất ngủ. Và cũng không nên uống nước trà quá đậm đặc, sẽ gây xót ruột và dễ say. Bài thuốc thứ tư giúp thải độc mỡ trong gan, đó chính là loại thảo dược cũng rất thân thuộc trong đời sống của chúng ta, đó là lá gối. Trong lá gối chứa nhiều vitamin, chất béo, steroid và canxi, chất chát tannin nữa. Nó giúp cơ thể chúng ta tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ phục hồi gan bị tổn thương. Ngoài ra, tinh dầu dịu nhẹ trong lá gối còn có mùi hương dịu nhẹ giúp kháng khuẩn, góp phần tiêu diệt các vi khuẩn gây hại cho gan, giúp giải độc, thanh nhiệt và mát gan, mát cơ thể rất là tốt. Cách làm nước uống lá gối đơn giản cũng như hãm trà xanh vậy. Chúng ta có thể dùng lá gối tươi hoặc lá gối khô đều được. Thì cách dùng là mỗi lần chúng ta dùng 6 hoặc 7 cái lá gối tươi rửa sạch, hãm trong bình nước sôi khoảng 5 phút là có thể uống được. Là chúng ta nên uống nước gối là cả ngày. Hoặc chúng ta dùng lá gối phơi khô và rửa sạch, bỏ vào ấm, đổ ngập nước, chúng ta đun kỹ, cũng uống như trường hợp chúng ta dùng lá gối tươi ấy, uống hàng ngày. Và cũng lưu ý là không nên dùng nước lá gối đậm đặc vào buổi tối, vì nó cũng gây xót ruột, gây say và có thể gây mất ngủ nữa.